Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2024, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Nghệ An bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp. Voi rừng đạp đổ hàng rào điện vào rẫy người dân. Khai thác các sản phẩm cứu hộ bảo tồn để phát triển du lịch sinh thái. Mở đầu với các thông tin liên quan đến an ninh trật tự ở các địa phương vừa được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp phá thành công chuyên án bắt một đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng bị bắt giữ là Lô Thị Vân, 38 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An khi đang vận chuyển trái phép 2.000 viên ma túy tổng hợp khi vừa bước xuống xe thác tại khu vực tại xã Giang Sơn, huyện Đô Lương. Qua điều tra xác định, đối tượng Vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện Quế Phong, hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong đi các huyện Quỳ Hợp, Đô Lương, Tân Kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng. Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phụng, trú tỉnh Ninh Thuận, tử hình về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ 30 ngày 15 tháng 5 2023, Phụng nhìn thấy ông Cao Hồng Lân đang đứng trước nhà. Nhớ lại mâu thuẫn trước đây nên Phụng vào nhà lấy cây rựa tự chế bằng kim loại rồi chém một nhát vào cổ ông Lân, làm ông Lân ngã gục xuống đất. Tiếp đến, Phụng cầm rựa đi vào nhà ông Lân để tìm chém vợ và con ông Lân. Khi vừa vào đến giữa sân thì thấy ông Lân đang đi vào, lập tức Phụng quay lại cầm rựa chém liên tục vào đầu, lưng và tay khiến ông Lân ngã gục xuống. Phụng tiếp tục dùng rựa chém liên tục nhiều nhát vào người cho đến khi ông Lân không còn cử động và chết tại chỗ. Sau đó Phụng sử dụng cây rựa tự chế trên chém nhiều nhát vào vùng trọng yếu của con và vợ ông Lân, gây thương tật 46% và 88%. Với tính chất côn đồ, hành vi hết sức dã man, hội đồng xét xử đã quyết định áp dụng mức phạt cao nhất đối với bị cáo Nguyễn Văn Phụng và tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Sau một ngày xảy ra vụ cướp tiệm vàng Mỹ Hoa Kim ở thành phố Phan Thiết, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được nghi phạm Thái Văn Trường. Công an tỉnh Bình Thuận đã thu giữ chiếc xe máy mà Trường dùng để cướp, đồng thời thu giữ số vàng mà Trường đã cướp được sau 24 giờ lẩn trốn. Ngoài ra, công an còn thu giữ được một số giấy tờ Trường đã làm giả. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 4, tại tiệm vàng Mỹ Hoa Kim đã xảy ra vụ cướp. Thời điểm trên, một thanh niên đã vào tiệm hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm mang vàng ra thì bất ngờ bị nghi phạm xịt hơi cay vào mặt rồi cướp hơn 2 lượng vàng. Theo Công an tỉnh Bình Thuận, ngay khi xảy ra vụ cướp, nhiều đơn vị đã cùng phối hợp phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu từ camera an ninh. Nhiều tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận được huy động truy xét nghi phạm. Để tránh sự truy bắt của công an, Trường đã sửa lại biển số xe máy. Quá trình lẩn trốn, Trường còn sử dụng nhiều chiêu thức để đánh lạc hướng công an, như cố tình bắt xe khách về Gia Lai rồi xuống xe giữa đường để bắt xe khác vào lại tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, Công an tỉnh Bình Thuận vẫn lần theo dấu và bắt được Trường. Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 19 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền trong một vườn rẫy tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện và bắt quả tang 19 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tại một bãi đất trống ở ấp 4 xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con gà, 1 cân đồng hồ loại 5kg, 3 cặp cửa gà bằng kim loại và nhiều dụng cụ dùng để tổ chức đá gà. Qua điều tra, tụ điểm đánh bạc trên do ông Hồ Quang Thái, 40 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai đứng ra tổ chức và thu tiền sâu đánh bạc. Hiện vụ việc công an đang điều tra mở rộng. Mới đây, mưa to kèm theo gió lốc đã gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của nhân dân tỉnh Hà Giang, ước thiệt hại hơn 6 tỷ đồng. Hiện các lực lượng đã và đang tập trung giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định sinh hoạt. Mưa lớn kèm theo gió lốc giật mạnh đã làm tốc mái đổ sập trên 800 mái nhà. Dòng lốc cũng làm đổ sập, làm hư hỏng nhiều điểm trường tại các xã biên giới Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ của huyện Mèo Vạc. Toàn tỉnh có hơn 1.300 hectare lúa ngô và hoa màu của người dân bị thiệt hại. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền các địa phương đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huy động các lực lượng dân quân, bộ đội xuống giúp người dân gia cố lại nhà cửa và khắc phục thiệt hại về hoa màu, đảm bảo ổn định cuộc sống. Ủy ban nhân dân các huyện thành trên địa bàn chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường hướng dẫn nhân dân chằng chống gia cố lại nhà ở, chặt tỉa cây xanh có nguy cơ đổ gãy vào nhà ở, đường giao thông nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Trong hơn một năm qua, chính quyền và người dân thành phố Hồ Chí Minh đã bóc xóa hơn 2,1 triệu tờ rơi quảng cáo sai quy định, triệt phá 326 vụ với 519 đối tượng hoạt động liên quan tín dụng đen. Theo Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là tình trạng treo dán tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay tài chính tại nơi công cộng, thời gian qua diễn biến phức tạp. Thành phố đã đẩy mạnh ra quân tuyên truyền, bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn. Trong năm ngoái và quý 1 năm nay, chính quyền và người dân thành phố đã bóc xóa hơn 2,1 triệu tờ rơi quảng cáo sai quy định, thu thập lên danh sách hơn 3.000 số điện thoại liên quan cho vay tài chính, xử phạt 247 đối tượng về hành vi dán quảng cáo sai quy định. Tình trạng tạt chất bẩn và gọi điện đe dọa khủng bố liên quan đến tín dụng đen đã gần như không còn xuất hiện. Nạn quảng cáo bẩn dần được đẩy lùi, trả lại bộ mặt đô thị khang trang, văn minh, sạch đẹp. Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện cũng thực hiện nhiều công trình bích họa đường phố, góp phần đẩy lùi nạn quảng cáo bẩn, quảng cáo sai quy định, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, chỉnh trang mỹ quan đô thị. Mới đây, lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai ghi lại được hình ảnh một cá thể voi trưởng thành đã di chuyển đến khu vực hàng rào điện, sau đó đạp đổ một thân cây đè lên làm đứt dây hàng rào điện để vượt rào. Cán bộ khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết, thời gian qua khu vực Nam Bộ nắng nóng kéo dài, tình trạng khô hạn khiến các cánh rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai giảm sút nguồn thức ăn cho loài voi châu Á. Do đó, voi tìm cách đạp đổ hàng rào điện để vào rẫy của dân tìm thức ăn. Tỉnh Đồng Nai hiện đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi rừng dài 75 km đi qua các cánh rừng thuộc huyện Vĩnh Cửu, huyện Định Quán, huyện Tân Phú với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Hàng rào điện có chiều cao 2,2 mét được gắn 4 sợi cáp điện. Cơ chế hoạt động của hàng rào điện là tích điện từ năng lượng mặt trời vào bình ắc quy 24V. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, trên các cánh rừng thuộc địa phận của tỉnh Đồng Nai, hiện có đàn voi khoảng 17-18 cá thể. Nhiều năm qua, tình trạng xung đột giữa voi và rừng ngày càng gay gắt khi voi liên tục kéo về phá hoa màu, cây ăn trái của người dân. Trong đó có nhiều cá thể voi rừng bị chết, một người thiệt mạng do voi rừng tấn công. Nhiều diện tích hoa màu và tài sản của người dân bị voi rừng kéo về phá hỏng. Thưa quý khán giả, sự cố rò rỉ khí amoniac từ công ty cổ phần thương mại Toàn Vân có địa chỉ tại thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình ra môi trường mới đây khiến người dân thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc bức xúc. Ngoài diện tích lúa bị chết, người dân tại đây còn lo lắng về vấn đề an toàn sức khỏe, ghi nhận của phóng viên. Nếu như mấy ngày trước hơn 6 sào lúa của gia đình ông Đỗ Văn Viện còn đang xanh mướt, phát triển tốt thì nay toàn bộ diện tích này đã chuyển sang vàng úa, chết rụi, không có khả năng phục hồi. Lúa nhà tôi là làm nòng, là chuẩn bị cuối tháng này là trổ. Thế mà bây giờ trong vân toan là có cái khí độc có ra thì lúa tôi chết là hoàn toàn rồi, không có khôi phục nữa. Thì bây giờ chúng tôi đang đề nghị tất cả cơ quan chính quyền để giải quyết cho chúng tôi được thỏa đáng. Không chỉ thiệt hại về lúa, nhiều cây màu của người dân thôn Tam Lạc 2 cũng bị cháy úa. Song vấn đề người dân địa phương lo ngại nhất là vấn đề sức khỏe. Thậm chí hai ngày nay có gia đình có con nhỏ chưa dám trở về nhà. Vừa mới lọt vào cửa nhà tôi một cái là tôi biết ngay tôi bảo chết rồi. Cái kiểu này là chết khối chứ không phải không. Nó vào cổ luôn, vào mũi luôn, vào mắt luôn. Mắt tôi nó chảy nước mắt ra xong nó cay xè. Còn mũi này là nó khó thở, cổ này là nó rát luôn. Nguyện vọng của nhân dân cử địa phương này, cái thứ nhất là cũng như trong văn bản ký hôm xưa này, từ nay trở đi là công ty Vân Toan không được để những cái xe chở tét đây đã, nên đề nghị là chuyển cái kho đạm đi đến điểm khác. Đại diện công ty Toan Vân thừa nhận sáng ngày 17 tháng 4 xe vận chuyển amoniac của công ty dừng đổ tại công ty để tiếp nhiên liệu thì xảy ra sự cố rò rỉ khí amoniac ra ngoài. Sau khi phát hiện sự việc, công ty đã báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường phun nước xử lý sự cố rò rỉ. Tuy vậy cũng đã có một lượng khí bị rò rỉ ra ngoài. Từ ngày hôm thứ tư đến nay là địa phương cùng công ty rồi cùng mấy trưởng thôn là coi đi coi kiểm tra rà soát tất cả các trường hợp về cây cối hoa màu để có trường hợp nào mà xảy ra về vấn đề thiệt hại cho bà con dân thì phải xử lý hơn. Đây là một sự cố đáng tiếc của công ty. Thì bà con dân thông tin chúng tôi về trực tiếp hiện trường luôn. Mà sự việc đã xảy ra rồi, sau đó thì các cơ quan chức năng cùng công ty nào phải xử lý triệt để luôn. Thống kê có hơn 8 mẫu lúa của hơn 10 hộ dân địa phương bị thiệt hại.
Ngay trong chiều ngày 19 tháng 4, công ty và người dân có lúa bị ảnh hưởng đã họp bàn, thống nhất phương án đền bù. Trong đó, phía công ty thống nhất mức đền bù với mức gần 2,9 triệu đồng một sào. Song người dân địa phương mong mỏi vấn đề này phải được giải quyết triệt để, nhất là việc nhiều xe vận chuyển hóa chất của công ty dừng đổ gần ngay khu vực dân cư, thì liệu sự cố này có còn lặp lại hay không? Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực khác. Hôm qua, Ban An toàn Giao thông huyện Long Thành phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Tại đây, lãnh đạo huyện, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện cùng các tăng ni Phật tử và gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông đã cùng thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân. Trong năm 2023 và quý 1 năm nay, trên địa bàn huyện xảy ra 90 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 75 người, bị thương 35 người. Trong đó có 26 người có hộ khẩu thường trú tại huyện Long Thành. Đây không chỉ là nỗi đau, mất mát lớn của gia đình nạn nhân mà còn để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Do đó, mỗi người cần phải nâng cao chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Dịp này, ban tổ chức đã trao 26 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông nhằm an ủi động viên tinh thần. Thưa quý vị, Vườn Quốc gia Cúc Phương nằm trên địa phận 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình là một trong những nơi có tính đa dạng sinh học cao với sự đa dạng của thảm thực vật, hệ động vật. Với những tiềm năng về sản phẩm cứu hộ, bảo tồn, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn với bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. Nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch sinh thái nhưng đồng thời vẫn đảm bảo môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã triển khai đề án phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Cúc Phương giai đoạn 2023-2030. Đề án được xây dựng với quan điểm coi bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học là nhiệm vụ quan trọng nhất của vườn và lấy đó là trọng tâm để phát triển du lịch hướng tới du lịch sinh thái bền vững. Cái việc xây dựng đề án này sẽ là tạo một cái đà để cho Vườn Quốc gia có thể hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm du lịch và đồng thời là có những cái cơ sở để có thể đầu tư cơ sở hạ tầng và các cái dịch vụ du lịch khác để từ đó mà làm nổi bật hơn cái hoạt động du lịch sinh thái tại vườn. Vườn Quốc gia Cúc Phương có diện tích trên 22.000 hecta, mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới trên núi đá vôi Caster, chứa đựng hệ sinh thái đa dạng sinh học, nhiều dấu chỉ khảo cổ vô cùng quý giá. Quốc Phương đã chủ động hợp tác thành công nhiều chương trình bảo tồn loài mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Cũng từ cánh rừng này, cùng với việc tổ chức có hiệu quả hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh phổ thông các cấp, nhiều sản phẩm du lịch độc đáo được xây dựng và vận hành làm tiền đề khởi nguồn cho hoạt động du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng ở Việt Nam. Trong những năm vận hành, chúng tôi cũng khá cảm thấy là việc khai thác các cái giá trị đa dụng của rừng thông qua các sản phẩm gỗ là cái mô hình khá hiệu quả đối với mô hình tự làm ở Cúc Phương, bởi mô hình đó đã phát huy được những lợi thế sức mạnh của Vườn Quốc gia Cúc Phương, nhất là phát huy được những cái giá trị mà những người làm công tác bảo tồn ở Cúc Phương đang thực hiện cái việc bảo tồn. Trước bối cảnh và xu thế mới của xã hội ở kỷ nguyên công nghệ số 4.0, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã triển khai nhiều giải pháp như triển khai nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, hoạt động trải nghiệm thiên nhiên gắn với văn hóa cộng đồng bản địa một cách đồng bộ và triển khai một cách căn cơ bài bản để mỗi du khách đến đây vừa phải có trách nhiệm với thiên nhiên, vừa tham gia đóng góp xã hội, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước cho rừng. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao trong công tác cứu hộ, các hoạt động về cứu hộ, về bảo tồn của vườn. Và cái quan trọng nữa là cái vai trò, cái sự phối kết hợp rất là tốt giữa Vườn Quốc gia với cộng đồng người dân địa phương ở cái khu vực các xã vùng đệm ở đây, có cái sự phối hợp tốt trong công tác quản lý bảo vệ, trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Thế rồi các hoạt động về du lịch sinh thái là cũng đã có cái sự gắn kết rất là chặt chẽ giữa người dân, giữa vườn, giữa chính quyền địa phương trong các hoạt động. Thời gian tới, Vườn Quốc gia Cúc Phương tiếp tục xác định phát triển du lịch là một trong những mục tiêu quan trọng, nhưng không đánh đổi bằng mọi giá, hạn chế tối đa các tác động đến hệ sinh thái và đời sống của các loài động thực vật hoang dã ở vườn, tạo sự cân bằng hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn, phấn đấu duy trì danh hiệu Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai.
Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, v.v. Quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thật ái chào tạm biệt.